Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Vượng ở nha khoa Minh Châu. Chắc hẳn là các bạn hoặc là người nhà của các bạn, người thân của các bạn đã từng bị đau răng đúng không ạ? Thì có khi nào các bạn tự hỏi là các bạn có bị viêm tủy hay không? Và gần như là mọi người đều rất là sợ mỗi khi là mình nghĩ là một răng của mình bị viêm tủy này, mình cần phải lấy tủy răng. Vậy cái quy trình để điều trị tủy răng như thế nào? Thì hôm nay tôi sẽ giải đáp thắc mắc này cho các bạn. Thì đầu tiên khi mà các bạn bị đau răng thì khi các bạn đến với chúng tôi sẽ tiến hành thăm khám và kiểm tra cho các bạn để xem răng nào của bạn bị đau, nó có dấu hiệu đau như thế nào. Bạn là thường đau khi ăn nhai, là khi bạn buổi tối bạn đi ngủ bạn bị đau nhất, hoặc là khi mà bạn ăn uống đồ nóng lạnh, hoặc là một bất cứ khi nào đấy bạn làm việc gì đó bạn bị đau chẳng hạn. Đồng thời là các bác sĩ sẽ khám kiểm tra xem trên cái răng của bạn nó có lỗ sâu hay không, nó có bị sưng hay gì không. Hình như răng của bạn bị sâu lâu ngày nó có thể là gây tình trạng viêm tủy hoặc chết tủy, nó gây ra những khối áp xe và làm cho bạn rất là sưng, đau đớn, khó chịu, thậm chí là không đụng vào gì nó cũng đau đấy, rất là bất cập đúng không ạ? Thì khi đó là mình là tâm trạng mình lúc nào cũng là rất là khó chịu, ăn uống nó cũng khó rồi, và bất cứ là làm việc gì mình cũng không thấy được thoải mái. Cái thứ hai là sau khi mà bác sĩ khám kiểm tra rồi thì các bác sĩ có thể là kiểm tra xem cái răng của bạn đấy, tủy răng nó có còn sống hay không bằng những nghiệm pháp khác nhau. Có thể là thử nghiệm bằng cái nhiệt độ, tức là có thể là bằng các cái thỏi đá lạnh này, hoặc là bằng những dụng cụ nóng gây nhiệt để gây kích thích cái tủy răng đấy, xem răng của bạn nó còn sống hay là đã chết. Hoặc là các bác sĩ cũng có thể thử nghiệm một số cái biện pháp như là gõ, kiểm tra xem răng của bạn có bị đau nhiều khi mình gõ hay không, hoặc là một số cái cách để mà mình phân biệt riêng. Hoặc là ví dụ một số bạn thì những răng của bạn nó bị sâu to rồi thì mình có thể nhìn vào cái là mình đã phát hiện ra ngay. Tiếp theo đó là ở chúng tôi thì chúng tôi sẽ cho các bạn chụp những phim X quang. Thì giống như là khi các bạn đi khám kiểm tra sức khỏe thông thường vậy, thì cái phim X quang giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy được những cái vấn đề mà mắt thường không thể nhìn được, giúp cho chúng ta nhìn được phần chân răng của bạn này và phần xương xung quanh, xem phần chân răng của bạn nó có tổn thương gì không. Có những bạn thì bị áp xe, phần chân răng bị tiêu rất là nhiều, hoặc phần xương xung quanh nó bị tiêu, nó bị viêm, gây ra những tổn thương rất là lớn. Hoặc thậm chí có những bạn thì khi mình chụp X quang lên, mình không để ý, mình không nhìn được cái phần chân răng hay phần xung quanh răng nó có vấn đề gì. Tuy nhiên khi mình nhìn kỹ thì có thể là cái răng đấy của bạn đã có mối hàn rồi. Tuy nhiên mối hàn thì nó bị nứt, bị vỡ hoặc bị mòn, gây ra cái đường tổn thương mới, gây ra những cái chỗ để cho vi khuẩn có thể xâm nhập vào được, nó gây viêm tủy. Thì những cái vấn đề này đôi khi mắt thường mình không thể nhìn thấy hết được, và trên phim X quang mình có thể thấy được. Đồng thời trên phim X quang đấy thì các bác sĩ cũng sẽ xác định được cái răng của bạn có mấy chân răng, số lượng ống tủy như thế nào để có thể là thuận tiện hơn trong quá trình điều trị. Tiếp theo đó là sau khi các bác sĩ đã được xác định được cái tổn thương trên cái răng của bạn rồi thì các bác sĩ sẽ tiến hành là điều trị tủy. Thì để tiến hành điều trị tủy thì đầu tiên là chúng tôi sẽ là xác định là cái răng của bạn này, đấy, cái răng đấy có cần phải gây tê hay không. Những trường hợp mà tủy răng của bạn còn sống hoặc bạn đang bị viêm thì có thể chúng tôi sẽ tiến hành gây tê để làm cho bạn là không bị đau khi mình điều trị tủy. Còn những trường hợp mà tủy răng đã chết lâu ngày rồi thì mình có thể mình không cần phải gây tê, cũng có thể điều trị được. Sau khi đã gây tê rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đến bước là mở cái tủy răng đấy ra. Tức là chúng ta sẽ tạo một cái lỗ thông thương từ cái bên ngoài vào bên trong để mình có thể lấy hết cái phần tủy viêm, các cái vi khuẩn nằm đó, và mình có thể tiêu diệt cái vi khuẩn và làm sạch các tổ chức xung quanh của cái răng của mình. Và đặc biệt là có thể là các bác sĩ có thể là đặt được cái thuốc sát khuẩn, cái thuốc để làm cho cái phần xung quanh của mình nó, phần tủy răng này nó được sạch sẽ này, và phần xung quanh nó có thể liền thương được. Sau khi mà mở tủy xong rồi thì các bác sĩ sẽ lấy hết cái phần tủy viêm, lấy hết cái phần tủy hoại tử và các cái độc tố vi khuẩn ra. Sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành là dùng những cái dụng cụ nhỏ cầm tay rất là bé đấy, hoặc là những dụng cụ bằng máy để chúng tôi tiến hành kiểm tra, tiến hành là làm sạch tạo hình cái ống tủy của bạn, giống như là như mình vệ sinh một cái ngôi nhà cũng vậy, tức là mình sẽ làm sạch hết cái phần đấy. Sau khi tiến hành làm sạch bằng những dụng cụ này thì chúng tôi sẽ tiến hành là bơm rửa, sử dụng những cái hóa chất khác nhau, những cái thuốc bơm rửa để chúng ta có thể là rửa sạch hơn những cái phần ống tủy của mình, những phần chân răng này. Và sau đó thì như mọi người đều biết đấy, ngoài cái việc như giống như mình giặt quần áo vậy, ngoài việc mình phải vò xà bằng tay này thì mình cũng phải dùng những cái hóa chất, mình dùng xà phòng, mình dùng chất để làm sạch, có thể sạch được hơn cả mình, hơn cái những cái răng của mình, như quần áo của mình cũng tương tự như vậy. Sau khi mà các cái phần răng của bạn, các cái chân răng, các ống tủy cũng được sạch sẽ và nó hết viêm nhiễm rồi thì chúng tôi sẽ tiến hành tráng bít ống tủy. Đó là chúng tôi sẽ dùng những cái chất trơ với cái bề mặt là răng của mình,
chúng ta cho vào trong để lấp kín hết cái phần tủy răng, lấp kín hết cái phần trống mà chúng ta đã làm sạch đấy. Và sau đó thì để cho vi khuẩn nó không thể xâm nhập trở lại. Sau khi mà trám biết kín rồi thì chúng tôi sẽ chụp x-quang. Để khi x-quang thì chúng tôi kiểm tra lại xem là cái răng của bạn đã được là trám biết kín khít hết hay chưa. Khi mà chúng ta trám biết kín khít thì vi khuẩn nó không thể nó xâm nhập vào được, nó không thể gây viêm trở lại được. Và sau khi mình kiểm tra là cái răng của mình đã được trám biết rất là tốt rồi, cái phần bên dưới được trám biết tốt rồi, hai phần chân răng đấy được trám biết tốt, thì chúng ta sẽ là hàn những cái phần vật liệu hàn vĩnh viễn lên trên để có thể là phục hồi được cái hình dạng thân răng của mình. Ngoài ra trong những trường hợp mà răng của bạn bị vỡ lớn này, hoặc là răng của bạn bị cần mà là sức ăn nhai tốt ấy, thì những trường hợp đấy bác sĩ có thể khuyên bạn là nên là làm những cái phục hình lên, hay là làm cái trục răng lên để có thể bảo vệ cái răng của mình, tránh hiện tượng răng của mình nó bị gãy vỡ do nó không còn được cái phần tủy răng nó nuôi dưỡng này. Thứ hai là cái mất đi cơ chế bảo vệ của cái tủy răng của mình, do răng của mình nó dễ vỡ, và khi đấy mình cần cái gì bảo vệ lên, và cái trục răng của mình chính là cái phương án để bảo vệ cái răng đó. Thì trên đây là cái tôi vừa mới giới thiệu cho các bạn về quy trình điều trị tủy răng tại nhà khoa Minh Châu. Nếu như các bạn bị đau răng hay có bất kỳ vấn đề gì về răng miệng thì hãy liên lạc với chúng tôi để có thể được giải đáp. Hãy like và subscribe kênh YouTube của nhà khoa Minh Châu để có thể biết thêm được những kiến thức bổ ích về răng miệng.